Hiện nay cả nước có hơn 4 triệu hộ nghèo và cận nghèo, nhưng nếu tính theo chuẩn nghèo mới của Ngân hàng Thế giới thì con số này có thể tăng gấp đôi. Nhiều tổ chức quốc tế cho rằng chuẩn nghèo của nước ta hiện nay đã lạc hậu và muốn giảm nghèo bền vững thì trước tiên phải có một chuẩn nghèo bền vững. Thuộc diện hộ nghèo suốt hơn chục năm qua, bà Vân vừa phải vay tiền ngân hàng để chữa bệnh ung thư. Cả nhà có 3 sào ruộng mà nhiều lúc phải bán thóc để lấy tiền mua thuốc, nên với bà Vân thì thoát nghèo là chuyện không thể. Tôi thật với chú, hoàn cảnh tôi thì không bao giờ mà để mà thoát được nghèo, vì tôi mà căn bệnh hiểm nghèo bao nhiêu năm nay tôi mổ 4-5 lần rồi, gia đình tôi chẳng cái gì để mà trông ra để mà thoát được nghèo. Xã Tân Hưng đặt ra mục tiêu giảm một nửa số hộ nghèo trong năm nay, nhưng giảm được hộ nghèo thì số hộ cận nghèo lại tăng lên, và về bản chất thì người dân vẫn nằm trong diện đói nghèo. Bản chất của nó thì có cái giảm hộ nghèo, nó có giảm đi, nhưng cái hộ cận nghèo lại tăng lên cận nghèo, là cái đối tượng cận nghèo tăng lên thì như vậy là hộ nghèo, hộ cận nghèo này vẫn còn được hưởng cái chế độ nhà nước. Liệu có tái nghèo? Cái tái nghèo thì chắc chắn là cái việc là tiếp tục hỗ trợ thì cái tái nghèo nó sẽ giảm đi. Nếu có hỗ trợ thì tái nghèo nó sẽ giảm đi. Theo tính toán của Oxfam, một tổ chức phi chính phủ chuyên nghiên cứu về đói nghèo, thì lạm phát đang là nguyên nhân khiến chuẩn nghèo của Việt Nam dần lạc hậu. Và nếu áp dụng theo chuẩn nghèo mới của Ngân hàng Thế giới là 635.000 đồng một người một tháng, thì Việt Nam sẽ có khoảng 20% dân số sống trong đói nghèo, tức là cứ 5 người thì có một người nghèo. Điều quan trọng là chuẩn nghèo của Việt Nam hiện nay chưa thực sự chuẩn. Theo quan điểm của Oxfam là chúng ta phải nhìn hiểu nó là một cái đói nghèo nó đa chiều, nó không chỉ đói nghèo về vật chất mà đói nghèo cả về mặt tinh thần. Họ có được quyền, những cái người sống trong nghèo đói có được quyền tiếp cận những cái dịch vụ xã hội, y tế, giáo dục, được tiếp cận dịch vụ hỗ trợ về tư pháp, cũng như là đối với nông dân, cụ thể là đối với nông dân sản xuất quy mô nhỏ, họ có được hỗ trợ ở cái nông hay không, có được hỗ trợ cái tài chính hay không để họ có thể thoát nghèo. Chính vì thế nếu như chúng ta chỉ nhìn một cách rất là cơ học là họ thu nhập được bao nhiêu hàng tháng, thì cái vấn đề chúng ta dịch lên 50.000 hoặc là bớt xuống 50.000 để cho con số nó thay đổi đi, tôi phải nói thật là nó không có ý nghĩa. Rõ ràng đói nghèo đang là một cái vòng luẩn quẩn. Chuẩn nghèo được đặt ra như một cái đích để phấn đấu, nhưng khi mà lạm phát tăng cao thì chuẩn nghèo lại lạc hậu và phải thay thế bằng một chuẩn nghèo mới. Cùng với đó, không ít hộ vừa thoát nghèo lại tái nghèo. Vì thế vấn đề đặt ra lúc này là cần xây dựng một chuẩn nghèo bền vững. Và đây chính là tiền đề cho các giải pháp thoát nghèo bền vững trong tương lai.